Chào các bạn, trước mắt các bạn chính là hai chú khủng long kết hợp nên Gattai Bakureno. Và đây là một Gattai xuất hiện trong Bakuryu Sentai Aberranger, phần thứ 27 của loạt Super Sentai được công chiếu vào 2003 và 2004. Và nó xuất hiện chính thức trong movie có tên gọi là Apare Summer e Rising Kun. Đây là phần phim chiếu rạp chính thức của Bakuryu Sentai Aberranger. Nhìn vào thì các bạn biết được rằng đây chính là một hình thức spam màu từ Apareno rồi đúng không? Nhưng mà nó vẫn đẹp, nó vẫn có một sức hút rất là riêng. Và đây là một cái tài xuất hiện trong movie. Do tôi không theo dõi phim á, không theo dõi, không coi cho nên tôi không biết rõ ha. Nhưng hình như nó cũng có xuất hiện trong TV series đó các bạn. Thôi thì những cái thông tin đó chúng ta bỏ qua ha. Ngày hôm nay đây, đến với clip này, đó chính là nhân dịp kỷ niệm 10 năm tôi sở hữu nó. Theo như hình ảnh tôi chụp được và lưu lại ở trong ổ cứng á, thì nó thể hiện là ngày 13 tháng 1 năm 2013. Đến bây giờ là tháng 9 2024 rồi, cũng là tròn kẹp 10 cho đến 11 năm rồi ha. Thì sau khoảng thời gian 10 năm đó nó như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu ha. Đây, hai chú khủng long của chúng ta. Cái con này thì các bạn thấy đó, nó là tương tự như Tyrannosaurus vậy đó. Nó có tên gọi là Bakuryu Canoliostus. Cái tên rất là lẹo lưỡi, tôi phát âm không chuẩn thì các bạn thông cảm. Còn đây, Chatmosudon. Nó cũng tương tự như là tam giác long ha, nhưng mà cái phần này của nó nè, nó như là một cái khiên vậy đó, cho nên tôi nghĩ nó có tên gọi là siêu. Siêu là khiên, là đồ đỡ đó các bạn. Là hình thức băm lại từ con khủng long Tyrannosaurus và Triceratops mà thôi ha. Nhưng mà nó đổi màu sắc lại và đổi một số chi tiết đi để nhìn nó khác biệt hơn. Rõ ràng nhất ở đây đó chính là cái phần màu sắc thấy không? Từ đỏ chuyển sang xanh và từ xanh dương chuyển sang trắng. Trước tiên hết các bạn hãy nhìn hình ảnh mà tôi mới vừa mua về ha, vào năm 2013. Đây, các bạn thấy không? Mới mua về, cái con này nó trắng tinh tươm, đẹp lắm các bạn. Mới mua về con này, màu xanh của nó xanh tươi lên, rất là đẹp, xanh ngọc lên rất là đẹp. Qua thời gian rồi, chục năm có rồi, cái màu xanh này nè các bạn, nó bị xuống rồi. Có thể là các bạn nhìn qua màn hình không thấy rõ, nhưng nhìn bên ngoài á sẽ thấy nó có sự khác biệt lắm. Chẳng hạn như là màu xanh ở ngay cái đầu nè, có vẻ như là họ dùng loại nhựa khác nhau á, cho nên nhựa màu xanh ở cái phần đầu nè nó vẫn còn đúng cái màu xanh đó, nhưng ở đây là nó đã bị xuống màu rồi, nó bị sẫm hơn đó các bạn, kiểu như là màu bị ố á. Thì nhựa màu nào nó cũng sẽ bị ố thôi, tuy nhiên màu đen á thì nó sẽ khó bị thấy ố ha, hoặc là những cái tông màu đậm á, sẽ khó bị thấy ố hơn. Còn những cái mảng màu trắng như thế này, những mảng màu tươi á, tươi sáng á, khi mà nó ố á, thì sẽ nhìn thấy rất là rõ. Chẳng hạn như cái con này đây, các bạn thấy nè, nó từ một cái màu trắng tinh mà nó xuống thành ngà như thế này rồi, thành trắng ngà rồi các bạn. Tôi không biết bao lâu nữa nó sẽ vàng khè đây. Có nhiều người á bị vàng khè luôn, nó như là nhựa vàng luôn vậy các bạn, nó ố nặng tới như vậy á. Còn con này của tôi là còn đỡ đỡ đó các bạn. Những cái chỗ mảng màu xi nè, hay là những cái mảng màu sơn nè thì tôi giữ rất kỹ ha, cho nên nó ít bị chốc chày á. Nhìn chung màu sắc sơn vẫn đẹp lắm, chỉ là cái mảng màu trắng là nó bị ố thôi. Không, xi nè vẫn còn ok lắm các bạn. Những cái mảng màu sơn nè, thì sơn mà ở những cái góc nhọn này nè, nó sẽ rất dễ bị chày ha. Hoặc là sơn màu tím nè, nó sẽ dễ bị chày ha. Nhưng mà các bạn thấy, không có chỗ, không có cái vết chày xước luôn. Tôi bảo quản khá là ok, tự hào là như vậy. Nhưng còn cái vấn đề mà nhựa bị ố thì không thể nào tránh khỏi được rồi. Và chúng ta xem qua tới con này ha.
những cái chỗ này nè, màu sơn nè các bạn thấy à, vẫn rất là đẹp ha, thấy không, không có chày luôn. Xì màu tím rất là đẹp nè các bạn. Màu sắc á, theo như tôi sở hữu nha, tôi sở hữu 3 mẫu là Abareno nè, rồi Bakureno nè, và Abareno mà cái vơ màu xanh lá đó các bạn. Thì tôi nhận xét được rằng Bakureno là mẫu có màu sắc đẹp nhất, tuyệt vời nhất luôn các bạn. Chỉ riêng về màu sắc thôi là nó xuất sắc luôn, đẹp cực kỳ, mới mua về đẹp lắm. Bây giờ là bớt đẹp rồi đó, mà vẫn còn đẹp ha. Cỡ tháng trước á, khi mà tôi lấy con Abareno ra tôi thử động cơ á, thì nó không chạy, tôi cũng mày mò một hồi nó mới lên. Và tôi cũng lấy con này ra thử thì nó cũng không chạy. Kiểu để lâu quá đó là cái thanh tiếp xúc với cái cục pin á, nó sẽ bị oxy hóa, cho nên nó sẽ không có dẫn điện được. Chúng ta chỉ cần vệ sinh nó sạch sẽ lại thôi. Và chịu khó tỉ mỉ một chút thôi, kiểu như là xoay xoay, vỗ nhẹ, vỗ về nó chạy đi con, kiểu vậy là nó chạy lại thôi, không, bình thường. Đó. Cũng như thế thôi, spam lại mà, cho nên nó cũng sẽ là như thế, xoay hai chiều ha. Tuy nhiên á, thì Abareno là hợp thể bởi 3 con, nhưng với cái này á, thì nó chỉ là hợp thể 2 con thôi. Hợp thể 3 con và hợp thể 2 con nó có sự khác biệt như thế nào? Bây giờ tôi sẽ thể hiện lại cho các bạn xem nha. Clip review về con này á, tôi cũng làm cũng 10-11 năm trước rồi. Tuy nhiên ở thời điểm đó đó, cái clip làm kiểu ghê lắm. Nói chuyện không có tự tin, nói chuyện mà kiểu rụt rè đó các bạn. Không có như bây giờ. Rồi quay ở ngoài ban công nữa, dùng ánh sáng tự nhiên á, không có đèn hỗ trợ này nọ đó. Cho nên gió thổi, mà ở trên lầu 6 mà, gió thổi ào ào ào, nghe tiếng gió thổi luôn, rất là tệ. Kiểu như là cây nhà lá vườn vậy đó các bạn. Còn bây giờ đỡ hơn ha. Chưa tiên hết là con khủng long này nè, cũng như vậy ha. Xếp chân nó lại. Đó, cớp vẫn còn rất là ok các bạn. Rất là nhạy, rất là nảy. Rồi, như vậy là xong rồi, để qua ha. Tiếp đến là con này ha. Thì chúng ta sẽ xoay cái phần chân nó ra như thế này, bẻ bàn chân xuống. Rồi, cái phần này nè, mở nó ra, mở nó ra, nó cũng sẽ tương tự có hai cái chốt ha, giữ lại. Và ở đây có cái nắp nè, mở cái nắp ra ha, và bóp lại kịch là xong ha. Tương tự bên đây cũng như vậy, bẻ nó ra, bẻ nó, mở ra và hạ xuống, bóp lại kịch là xong. Tiếp tục là tới cái phần này, đây các bạn, mở ra, hạ phần chân xuống, bẻ xuống, bẻ xuống, tay của nó xếp lại như thế này ha, xếp lại và tiếp tục bẻ thôi các bạn. Nè, bẻ như vậy nè, đó, kích một cái là xong ha. Rồi thì chúng ta sẽ xoay cái phần người của nó ra như vậy. Phần đuôi hạ xuống. Phần đầu, cái phần bờm phải mở ra các bạn ha. Mở ra như thế này, mở ra như thế này, và bẻ cái phần đầu khủng long lên. Rồi sau đó xoay một vòng và hạ xuống. Thấy không? Rồi đẩy nó vào. Tiếp đến là kết nối cái tay này vào đây các bạn. Cũng như vậy thôi, gắn vào ha. Và cuối cùng là cái đầu của nó. Và cuối cùng là cái đầu của robot. Tương tự như con Tyrannosaurus, sẽ mở cái phần nắp này ra. Tuy nhiên các bạn thấy đó, là cái cấu trúc của cái phần đầu nó khác ha. Cái đầu này nè, nó có cái tai, và cái nắp nè, nó cũng có một cái tai. Nó kiểu như nó bo theo cái phần mắt, cái phần không biết gọi là cái gì ta, cái phần tai của nó đi ha, đó, nó bo theo. Và cái phần đầu bên trong nè, nó cũng có thể ăn gian được cái không gian bên trong một chút á, cho nên các bạn thấy là nó sẽ có cái phần đầu to hơn so với cái đầu của Robo Abareno ha. Đó, xếp vào và bóp vào, đó, thấy không, ăn gian cái khoảng trống ở đây nè,
cho nên nó được cái sừng nó dài ra, nó tạo cảm giác là cái đầu nó to hơn. Chính vì lẽ đó, kết hợp với lại cái phần bờm của con khủng long nè, không cần tới con Pteranodon nữa. Tổ hợp thể này chỉ cần hai con thôi là đã hoàn thiện rồi các bạn. Về form dáng, nó chính là Apaneno chứ còn là ai nữa. Tuy nhiên, nó thay đổi màu sắc và thay đổi một vài chi tiết để tạo thành một mẫu như thế này, một mẫu mới như vậy. Thì tôi thấy là đẹp, chưa tiên hết là về màu sắc rất là đẹp các bạn thấy không? Tuy là sau chục năm khi về nhà tôi, nó đã ố rồi đó, mà nhìn nó vẫn còn rất là đẹp, rất là ổn áp ha. Nếu mà mới tinh, mới ken thì nó sẽ như thế nào nữa các bạn? Và nó có thể chuyển thêm một form nữa, cũng như là Apaneno thôi. Mở cái phần đầu này ra nè, và bung cái này ra thành cái phần tay ha, rồi rút cái đuôi này ra, sau đó rút cái đuôi này ra và kết hợp lại tạo thành vũ khí cho nó cầm trên tay như thế này. Còn đây, mở cái này ra và cho cầm trên tay tạo thành khiên đó. Vẫn rất ok, đẹp. Các bạn thấy một sản phẩm này như thế nào? Còn riêng cảm nhận cá nhân của tôi đó, 10 năm trước nó rất đẹp, nhưng bây giờ nó vẫn đẹp. Tôi đã chấp nhận rồi các bạn. Nó hoài một vấn đề, nhưng mà ý vẫn là như thế thôi. Đó chính là tôi chấp nhận việc món tôi nó cũ dần đều theo thời gian. Nó cũng như tôi cũng phải già đi theo thời gian. Tôi thì tập làm quen với vấn đề đó, và coi như là tôi cùng già với món đồ chơi của tôi, thì đó cũng là một điều tuyệt vời ha. Chấp nhận được việc đó thì tôi thấy rằng mọi thứ nó dễ hơn, nó dễ dàng hơn trong cuộc sống. Chứ cứ mãi chấp niệm là nó cũ đi, nó ố đi, gây ra cảm giác khó chịu, rồi chúng ta phải đi mua về một mẫu mới thay vào lọc máu á. Thì nếu các bạn chỉ có vài con thôi thì các bạn có thể thay máu để cho nó đẹp được. Nhưng tôi bây giờ quá nhiều rồi, tôi không thể nào thấy một con nào đó trong bộ sưu tập cũ ố đi là tôi phải thay máu. Sức đâu mà chịu nổi đó các bạn. Lo mua những mẫu sản phẩm mới phát hành rồi còn phải lo để mà thay máu nữa, chịu không nổi các bạn ơi. Cho nên thôi thì cứ tập làm quen, và các bạn hãy tin tôi đi, các bạn cầm một món đồ chơi lên, các bạn nghĩ về ngày đầu tiên chúng ta để nó trên tay, ngày đầu tiên chúng ta chơi nó như thế nào, nhấm nháp lại từng cái kỷ niệm đó, là mỗi một món đồ chơi nó sẽ có một cái sợi dây liên kết với chúng ta. Khi mà đã có kỷ niệm, có sự gắn kết rồi, món toy nó sẽ có ý nghĩa hơn, có giá trị hơn đối với chúng ta. Còn bây giờ thấy nó cũ rồi, bán đi, mua con mới về, rồi con mới đó nó cũng cũ, bán đi, mua con mới về đắp lại. Cứ như thế hoài thì chúng ta đâu có kỷ niệm gì về món đồ chơi nữa, đúng không? Đó, ý của tôi là như vậy. Còn các bạn, ý của các bạn như thế nào thì hãy comment chia sẻ ở bên dưới nhé. Clip đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Bye bye!